một thứ quà quê dân dã với sự kết hợp giữa nhiều nguyên liệu truyền thống. Đó là vị ngọt thanh từ mạch nha, vị cay nhẹ của gừng, sự béo ngậy của mỡ lợn và vị ngọt bùi của gạo nếp cái Hoa Vàng. Tất cả đã đem đến cho bánh cáy một hương vị ngọt bùi đặc trưng. Từng là sản vật tiến vua, ngày nay bánh cáy vẫn là thức quà quê bình dị. Thứ quà quê đó đã được tạo ra và lưu giữ từ bàn tay khéo léo, tỉ mẩn, chất chứa tấm quê chân tình của người dân làng Nguyễn. Làng Nguyễn thuộc xã Nguyên Xá, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình. Nơi đây không những là cái nôi của nghệ thuật múa rối nước Việt Nam, mà xưa kia còn được gọi là làng kháng chiến với tượng đài du kích làng Nguyễn hào hùng. Làng Nguyễn còn được biết đến là quê tổ của bánh cáy với rất nhiều cơ sở làm bánh lâu đời. Chào cô! Cô ơi, cô để cho cháu một chiếc bánh cáy ạ. Loại nào ngon hả cô? Cô loại này nha mà. Loại này làm có chất lượng uy tín của xã Nguyên Xá đấy. À thế ạ. Ngon không ạ? Ngon chuẩn luôn. Thật không cô? Chuẩn đấy. Thứ nhất thứ nhì của làng Nguyên Xá đấy. À thế ạ, thứ nhất thứ nhì ạ. Vâng. Thế một hộp này thì bao nhiêu tiền hả cô? Hộp này thì bán 30.000. 30.000 một phần. Cho cháu cái túi vậy ạ, cháu lấy hộp này. Cháu gửi cô ạ. Cảm ơn cô nhá, chúc cô bán hàng thật là đắt khách và may mắn nhá. Vâng ạ. Hàng kéo đến mua hàng của vâng. Vâng. Chuyên của trường hàng Nguyên Xá. Vâng ạ, cháu cảm ơn cô. Bây giờ thì cháu sẽ đi tìm hiểu về cách làm bánh cáy đấy ạ. Đây quê mẹ màu xanh bát ngát, bao tháng ngày vất vả nơi xa. Kia làng Nguyễn bùi ngùi thương nhớ, bánh cáy làng đâu nỡ vội quên. Thưa quý vị, về với làng Nguyễn với rất nhiều cơ sở làm bánh cáy thì tôi đã nhanh chóng mua được một hộp bánh cáy như thế này. Và khi chúng ta thưởng thức bánh cáy thì có rất nhiều người nghĩ rằng là bánh cáy được làm từ con cáy ở ngoài biển. Thế nhưng để biết được rằng bánh cáy làm từ những nguyên liệu nào thì lại rất khó để chúng ta có thể nắm bắt được điều đó. Chính vì thế mà ngay bây giờ tôi sẽ tìm đến một cửa hiệu sản xuất bánh cáy mà tôi vừa mới được giới thiệu là có truyền thống làm bánh cáy lâu đời cũng như là uy tín ở tại làng Nguyễn để tìm hiểu xem là nguồn gốc của bánh cáy có từ đâu cũng như là cách làm của bánh cáy như thế nào nhé. Bác ơi, bác cho cháu hỏi cửa hàng bánh cáy này. À vâng, còn đến rồi. Cháu gạo lắc nhé. Em chào chị. Vâng, chị ơi, chị có phải chị Hằng không ạ? Mình có phải là sản xuất bánh cáy này không ạ? Đúng rồi, cái này là sản phẩm nhà chị. À thế ạ, vâng. Chị ơi, em mua hộp bánh này ở ở một cửa hàng và em được giới thiệu là nhà chị là một trong những gia đình mà có truyền thống làm bánh cáy lâu đời và cũng uy tín ở địa phương. Thì hôm nay em cũng rất muốn đến gặp chị để tìm hiểu về nguồn gốc của bánh cáy cũng như là cách làm bánh cáy như thế nào. Chị có thể chia sẻ giúp em được không ạ? Được em ạ. Cái bánh cáy này nhà chị cũng làm 30 năm rồi. Cái thời ngày xưa là bố mẹ chị đấy, vẫn làm bánh cáy nhưng lúc bây giờ chỉ làm ăn thôi. Chứ không phát triển ra thị trường như bây giờ đấy, chỉ làm ăn thôi. Sau đó thì từ cái ông cha để lại cho mình, chỉ dẫn cho mình làm. Thì còn một cái tâm huyết của mình nghĩ ra mình làm cho nó vừa đẹp vừa ngon và vừa phù hợp với thị trường. Thì là mình phát triển lên. Em được cô bán hàng giới thiệu là bánh cáy này ngon ở đây. Thì không biết là có phải không chị nhở? Em có muốn biết được có ngon hay không thì em mở ra, em ăn luôn. Vâng, em bóc để chị em mình thưởng thức luôn chị nhá. Em thấy rất là thơm và ngon. Có vị vị dẻo này. Cũng có vị thơm của lạc, của vừng này. Em thấy là có rất nhiều vị ở trong miệng. Chắc là và nhìn cũng biết là chắc là sẽ có rất nhiều nguyên liệu để tạo nên cái bánh cáy này. Em cứ thưởng thức đi, xong rồi lát nữa thì chị sẽ cho em trải nghiệm một ngày làm bánh cáy. Vâng. Và bây giờ chị dẫn em vào nhà thờ tổ. Thắp hương mình xin phép và mình cũng là tìm hiểu luôn về cái nguồn gốc của bánh cáy. Vâng ạ. Đó là điều mà em rất là mong đợi. Vâng, em cảm ơn chị dẫn em đi nhá. Đây là cổng nhà thờ.
Từ khi chị lớn lên, chị Hằng đã được ông bà kể về bà tổ của nghề làm bánh cáy quê mình. Đó là bà Nguyễn Thị Tần, một người con của Nguyên Xá khi đó. Hàng năm, cứ đến ngày giỗ của bà hoặc mỗi dịp lễ Tết, chị Hằng cùng những người dân làng Nguyễn lại đến nhà thờ tổ để tưởng nhớ và tỏ lòng biết ơn tới người đã để lại cho họ bí quyết làm món bánh nước tiếng của quê hương. Trời sinh chắc vĩ, nữ trang anh hùng, với nước kiệt tiết, với dân phả thị, với đời có công. Để tìm hiểu về nguồn gốc của chiếc bánh cáy, tôi đã rất may mắn được gặp gỡ một người con của dòng họ Nguyễn Công. Ông là hậu duệ của bà Nguyễn Thị Tần. Qua cuộc trò chuyện với ông, tôi đã có được câu trả lời cho thắc mắc bấy lâu nay. Đó là tại sao loại bánh đặc sản này lại có tên là bánh cáy? Và liệu cái tên này có liên quan đến con cáy như nhiều người vẫn nghĩ hay không? Ông ơi, ngày hôm nay thì cháu đến làng Nguyễn của xã Nguyên Xá ở địa phương mình để tìm hiểu về chiếc bánh cáy. Cháu rất là thắc mắc là bà Tần đã làm ra chiếc bánh cáy như thế nào, cũng như là tại sao người ta lại gọi là bánh cáy mà không phải là một tên gọi nào khác. Thì ông có thể giải đáp những cái câu hỏi đấy giúp cháu được không ạ? Tôi thì tên là Nguyễn Trọng Cừ, là hậu duệ của đời thứ 13 của dòng họ Nguyễn Công. Tức là cụ tôi đây là đời thứ 6. Vì thân phụ với gia là Lương làm quan ở trong huyện Chương Đức. Năm 15 tuổi, tức là năm 1740, thì cụ theo cha vào kinh, được Lê Hiển Tông vời và phong cho là lưỡng giáo phu nhân, nuôi dạy công chúa hoàng tử trong cung vua, trong cung Lê Cảnh Hưng. Vào trong ngục tù thì thấy thái tử không thể an cư được ngục, cứ nghĩ ra cái hương vị đồng quê của quê nhà, như thế là cụ nghĩ ra, cụ mới về sáng chế ra làm cái thành cái bánh để mang vào, là nó vừa là lương khô mà lấy cho thái tử ăn và thái tử nó nuôi sống. Sau đó cụ về truyền lại cho dân làng làm theo bánh. Và cái bánh thì cái bánh ấy, lý do tại sao là đặt tên là bánh cáy, vì lúc đó mang vào tiễn thái tử và cùng mà sau đó cung vua, thầy thấy cái bánh nó cũng giống như là cái trứng con cáy của cái đồng đất Thái Bình, thế nên mới đặt tên nó là bánh cáy chứ không phải là trứng cáy, mà nó giống như thế vì nó toàn là hương vị mà. Cháu rất là cảm ơn ông. Qua ông chia sẻ thì cháu mới biết được là bánh cáy là do bà Nguyễn Thị Tần làm ra. Vua nhìn thấy chiếc bánh đó và thấy giống trứng con cáy nên là mới gọi là bánh cáy, đúng không ạ? Vâng. Và bây giờ thì cháu sẽ tìm đến chị Hằng để học hỏi cách để làm một chiếc bánh cáy như thế nào ạ. Vâng, cháu cảm ơn ông ạ. Và bây giờ thì chị Hằng sẽ giúp em cũng như là quý vị và các bạn tìm hiểu xem là quy trình để làm một chiếc bánh cáy như thế nào. Hãy cùng tiếp tục theo dõi cùng tôi để học làm bánh cáy trong phần tiếp theo của chương trình nha. Để bắt đầu học làm bánh cáy, tôi được chị Hằng hướng dẫn chọn gạo. Đây là công đoạn quan trọng đầu tiên, bởi không phải loại gạo nào cũng được dùng để làm bánh cáy. Chị ơi, em ăn chiếc bánh cáy của gia đình chị thì em thấy rất là thơm và dẻo nữa. Thì từ cái khâu chọn gạo, mình cũng có phải lưu ý chọn một cái loại gạo rất là tiêu chuẩn như thế nào không ạ? Có chứ em. Nếu một miếng bánh cáy ngon ấy, thì mình phải chọn những cái hộp gạo, gọi là cái gạo thì có rất nhiều loại. Cái loại gạo đấy là cái loại gạo nếp cái hoa vàng, như các cụ ngày xưa là nếp cái hoa vàng đấy. Và cái loại đấy nó vừa dẻo vừa thơm. Thì ăn bánh cáy mới ngon. Và mình cũng phải lựa chọn thật là kỹ càng. Cũng là cái hạt đấy mình lựa chọn kỹ càng, nó cũng không có sạn. Gạo giống nếp cái hoa vàng được trồng tại đồng đất Thái Bình. Với hạt gạo to, tròn, mẩy, hương thơm nồng đậm sẽ tạo cho bánh cáy vị thơm ngon hơn. Gạo được vo và để ngâm qua đêm. Em thấy chị có cả chuẩn bị cả gấc ở đây nữa, thì không biết là gấc này thì dùng để làm gì ạ? Em, một cái gốc này mình trộn đều với gạo. Cái quả gốc là mình phải lựa chọn những cái quả gốc là cái loại gốc đỏ này. Và những cái quả gốc nó chín. Chín nó đỏ nó ngon ấy. Sau một cái mỗi một cái mùa chính của nó là chị phải mua một số lượng cũng phải là tương đối là nhiều ấy. Chị bỏ vào trong cái tủ bảo quản, chị cất đi. Trong ngày nay là chị bỏ ra chị làm. Thì bây giờ chị trộn vào như thế này. Sau đó là mình lựa những cái hộp này ra.
Một nửa số gạo nếp được ngâm sẽ trộn với gấc để tạo nên màu đỏ. Nửa còn lại được trộn với nước quả dành dành để tạo nên màu vàng. Đây cũng chính là công đoạn để làm ra con cáy trong chiếc bánh cáy. Gạo sau khi được trộn sẽ đem đi đổ xôi. Sau hơn một tiếng thì chúng tôi đã có được một nồi xôi như thế này rồi. Wow, hấp dẫn quá. Mùi rất là thơm. Với những cái màu sắc như này thì theo chị đã đạt tiêu chuẩn chưa chị? Cái này là được rồi em. Thế sau đó thì mình sẽ tiếp tục làm công đoạn như thế nào với nguyên liệu là xôi như thế này ạ? Bây giờ chị xúc cái này, để đổ vào trong này xong rồi máy nó nghiền. À, mình phải nghiền luôn hả chị? Phải nghiền luôn. Chứ để nguội thì không nghiền được. Tại sao lại như vậy ạ? Nó còn nóng này, nó dẻo, nó mềm, nó dẻo. Mình nghiền như này nó mới nhờ. Ngày xưa mà các cụ đấy, cái này là không có máy. Như này là các cụ đổ ra, cũng đổ ra nha cái này. Và để dưới này đất dã, cái chày nó to bằng cái chuối. Ngày xưa là phải dã bằng tay ạ? Dã bằng tay. Thế thì từ thời mà chị làm ấy, chị đã bao giờ phải dã bằng tay chưa chị? Có chứ. Cái này thì nó cũng chỉ có máy được khoảng là hơn chục năm nay, mà chị làm mấy chục năm, gần 30 năm rồi. Những cái năm đấy á, hai vợ chồng mà dã cái đấy cũng vất vả. Xôi sau khi xay nhỏ sẽ được dàn mỏng và để nguội. Thời gian để nguội khoảng 5 ngày. Mình để rất là lâu mà không hề có một chút bảo quản gì. Mà sao nó lại để được như vậy nhỉ chị nhỉ? Nó rất hay nhỉ? Cái này nếu như mà cái xôi gốc này của mình này, mà nguyên như cái khuôn như thế này, mà đậy vào như thế này nhá. Mình đậy vào như thế này. Đấy, khi mà dàn ra xong bắt đầu nó ấy, mình đậy như thế này. Để 5 ngày sau thì nó sẽ không được gì. Nhưng nếu mà em mở ra như thế này, nó còn ẩm như thế này, mình mở ra, mình mở hết ra, mình phơi ra, thì nó có thể là cái mùa thời tiết mình nó có hay có gió nồm, nó sẽ làm cho mình mốc mình, mốc hết trên mặt này luôn. Thế để chờ cho đến 5-6 ngày sau thì cái này nó khô lên là mình cho vào mình cắt. Khi mình phơi khô rồi, tức là cái hơi nước ở trong cái con gốc này nó không còn nữa, nó khô rồi, thì có thể mình để đóng bao, mình để được một vài tháng. Nhưng mà nếu mà muốn ngon nhất là vẫn là mình làm luôn. Những phiên bánh như thế này sau khi khô sẽ được cho vào máy thái thành từng sợi như mứt bí và được đem đi phơi khô. Vậy là tạo nên được con cáy màu đỏ. Dù nhiều việc tỉ mỉ nhưng chị Hằng cũng như những người làm bánh cáy tại làng Nguyễn chưa bao giờ nghĩ đến việc rút ngắn công đoạn. Bởi chỉ có như vậy mới tạo nên được con cáy có độ giòn và bùi trong món bánh cáy. Nghe chị Hằng nói là một trong những nguyên liệu mà để tạo nên cái màu vàng của con cáy đó chính là quả dành dành. Mà từ trước đến giờ thì tôi chưa hề biết cái quả dành dành nó như thế nào cả. Đây, chị dẫn cho Trang đến xem biết cái quả dành dành nó như thế nào. Vâng, em đang rất là tò mò không biết là quả dành dành trông sẽ như thế nào. Mà tạo nên một cái màu vàng đẹp mắt như vậy. Ồ, đây là cây dành dành. Đấy, em nhìn thấy những quả dành dành nha. Lần đầu tiên em nhìn thấy luôn chị ạ. Quả rất là dài. Nhưng mà quả này bây giờ mình hái và dùng là nó tạo thành cái màu vàng luôn hả chị? Không, cái này quả này hái còn non nữa. Thế chín thì nó như thế nào ạ? Khi mà nó chín rồi thì cái vỏ ngoài nó màu vàng này. Thì mình lọc hết cả cái vỏ với lại cái hột ra. Xong rồi mình mới trộn vào gạo thì mình lại thổ sôi như cái lúc nãy. Cái này nó làm như là giải độc gan ấy, mát gan. Nó lại như bây giờ mà có thể là mình thổ sôi đám cưới. Mình cũng có thể mình làm sôi ngũ sắc các thứ đúng không chị? Ừ, sôi đám cưới đấy. Thì đây là cái để tạo nên màu vàng đúng không ạ? Màu vàng cũng rất là đẹp, sắp ra cũng rất là đẹp. Một sản phẩm của quê hương không những để tạo nên màu sắc đẹp cho con cái trong bánh cái mà nó lại còn có những tác dụng để chữa bệnh cho con người nữa, rất là hữu ích. Hôm nay có đã không? Việc làm con cáy màu vàng từ quả dành dành cũng gần tương tự như làm con cáy màu đỏ từ quả gấc.
sau đó chúng được trộn lẫn với nhau và được đem lên chiên. Việc sử dụng những loại quả tự nhiên để tạo màu cho con cái cũng làm nên sự độc đáo của loại bánh này. Tại sao lại phải chiên hả chị? Thì chiên thế này để cho cái này nó nở ra. Nhưng như thế này là không ăn được. Thế như này là rất cứng đúng không? Cho vào nó cứng với lại... Thực ra cái này nó là qua sôi thì mình cũng đã chín rồi. Vâng. Nhưng mà để mà làm bánh mà cho này thì cũng không được, không thể được. Mà em thấy là rất là nhiều công đoạn như thế mà các cụ thời xưa lại có thể nghĩ ra được như vậy. Và ngày xưa thì em biết là ngày xưa thì làm gì có dầu đâu nhỉ? Thế thì các cụ sẽ làm như thế nào để mà tạo ra được con cái hả chị? Mà không phải là chiên như bây giờ. Thì người ta chỉ có thế này, người ta cho vào chảo, người ta rang lên thôi. Nhưng bây giờ thì hoàn toàn 100% là chiên, cho vào dầu. Và bây giờ thì em sẽ giúp chị chiên cái con cái này chị nhá. Rất là thơm và rất là cầu kỳ. Quả thật là nếu như tôi không được cùng làm bánh cái với chị Hằng và không được chứng kiến thì tôi không bao giờ tưởng tượng được là làm bánh cái lại qua nhiều công đoạn tỉ mỉ như thế này. Bây giờ tôi đã có thể tự tin khi mà có một ai đó hỏi tôi là con cái ở trong chiếc bánh cái là gì, và đó chính là con cái đây. Mùi vị rất là thơm và ăn thì lại rất là ngon nữa. Để làm một chiếc bánh cáy, đòi hỏi nhiều công đoạn cũng như sự công phu của người làm. Ngoài nguyên liệu chính là gạo nếp để làm con cáy, đi kèm còn có khá nhiều phụ kiện khác. Mỗi loại nguyên liệu lại có một cách xử lý riêng. Ví dụ đây, hoàn toàn đây nó là nguyên liệu để làm bánh cáy này. Ví dụ cái này là một cái con này thì em biết rồi này, đúng không? Cái con này em làm rồi này, còn cái này là cái hoa nẻ mình làm từ thóc nếp. Mình phải chọn cái loại thóc đẹp. Mà với lại cái loại thóc ngon ấy thì mình rang nó mới nổ to ra. Xong mình chọn những cái hoa to ấy. Xong rồi mình cho vào, mình nhặt sạch sẽ những cái chấu đi. Vâng. Xong rồi cho vào máy mình nghiền nhỏ như này. Có phải là từ cái nguyên liệu này nó chính là cái phần mà tạo nên cái vị hơi dẻo cho bánh cáy không ạ? Đúng rồi đấy. Thế còn nếu như mà mình không chọn kỹ mà mình ăn cả những cái hộp cúp thì em ăn nó cứ kiểu nó như có hột gạo sống ở trong mồm em ấy. Chứng tỏ là chỉ từ cái hoa nở của thóc thôi, một cái chi tiết rất là nhỏ thôi. Một chi tiết rất nhỏ nhưng mà những người làm bánh cái như chị Hằng đã phải rất là tỉ mỉ và lựa chọn rất là kỹ càng để làm sao mà tạo nên được một chiếc bánh cái với hương vị rất là thơm ngon nhất để mang đến cho người tiêu dùng. Ngoài ra, để tạo nên vị thơm, cay, nồng đậm cho món bánh cái thì không thể thiếu gừng. Vì là cái gừng này nó là đặc trưng bánh cái. Nếu anh cái mà không có gừng thì cũng không phải là bánh cái. Cùng với đó là những nguyên liệu để tạo vị thơm như lạc, vừng, dừa. Và một nguyên liệu không thể thiếu đó là mỡ lợn. Chị Hằng ơi, em nhìn thấy cái mỡ như thế này em khá là giật mình ấy. Bởi vì là sáng nay khi mà chị cho em thưởng thức bánh thì em không hề thấy có một cái vị mỡ gì ở trong cái bánh cái đấy ạ. Thế nhưng mà ở đây lại nhìn thấy có cái nguyên liệu mỡ này, tức là như thế nào mình phải cho mỡ vào bánh á? Em ơi, cái này nó là cổ truyền của các cụ. Ngày xưa các cụ là đóng một khuôn bánh cái là nó dài như này. Nó dài và nó bé như này thôi. Thì cái miếng thỏi mỡ này chỉ đặt ở giữa cái phong bánh cái thôi. Đấy. Muối mỡ như thế này, muối xong rồi đến đặt ở giữa phong, mình làm bánh xong mình đặt ở cái giữa cái khuôn đấy thôi. Nhưng bây giờ mới là cải tiến là chị để như này. Xong chị cắt nhỏ ra. Thái nhỏ để cho vào nồi bánh. Đây là nồi nước đường mà gồm có đường và nha, mỡ và gừng. Chị đã cho sẵn vào. Chị cho sẵn ở đây rồi, canh lên. Thay vì để miếng mỡ ở giữa bánh như trước kia, giờ đây những người làm bánh cáy sẽ thái nhỏ mỡ và đun lên cùng với nước đường và mạch nha. Công đoạn này sẽ giúp mỡ được quyện vào với hỗn hợp nước và mỡ có độ trong, độ giòn hơn. Vâng, ui nhưng mà em thấy hơi nhiều mỡ thì phải chị ạ? Cũng không nhiều đâu em. Cái này nó chỉ ở trên mặt thôi. Đây chị hớt cho em xem này. À vâng,
chị gạt lên thì em mới thấy là nó hơi nổi ở trên mặt thôi. Thế đúng nên rồi. Là khi mà em ăn thì em cũng đúng lại cũng không nhận ra. Ở nồi này thì mình đun trong bao nhiêu lâu hả chị? Cái này nếu mà cái mình canh tùy theo cái nồi to hay nồi bé. Nhưng mà cơ bản là mình cứ đun sôi lên, mình tra mình đun sôi lên một tí là được. Sau đó hỗn hợp nước đường, mạch nha, gừng, mỡ sẽ được chuyển sang chiếc máy trộn. Cùng với những nguyên liệu còn lại đã được chuẩn bị sẵn, trộn theo một tỷ lệ nhất định. Việc chuẩn bị nguyên liệu làm bánh khá lâu và cầu kỳ. Để có thể trải nghiệm đủ các công đoạn, có lẽ tôi cần phải ở lại đây khoảng nửa tháng. Nhưng chỉ sau công đoạn trộn nguyên liệu như thế này, bánh cái đã dần được hình thành. Trong quá trình nền bánh cho chặt, vừng và dừa sẽ được rắc lên trên mặt bánh để tạo độ thơm và đẹp mắt cho chiếc bánh cáy. Đúng là từ Hà Nội về mà bảo ao ước về Đông Phong mà mượn xe máy đây chỉ ao ước xem đóng bánh cáy một lần thôi. Thế là hôm nay là em rất là may mắn đúng không chị? Được học lỏm cách làm bánh cáy như thế nào? Lớp mai em mang về Hà Nội vẫn làm. Nhưng mà làm thì có thể là biết làm thế thôi, nhưng mà để tạo ra cái hương vị thơm ngon thì còn phải học dài dài đúng không chị? Tưởng chừng như đơn giản, nhưng tôi được chị Hằng cho biết nếu như không nền chặt bánh thì khi cắt, nguyên liệu sẽ rời rạc, miếng bánh sẽ không được rắn chắc. Vâng. Bây giờ là đến công đoạn úp ngược chiếc bánh lại và tôi không dám làm bởi vì sẽ sợ nó làm rơi mất cái phên bánh này nên là anh Trường sẽ phải làm công việc này. Thế mới biết là để tạo nên một cái bánh thơm ngon mà chúng ta vẫn thường được ăn thì những người sản xuất đã phải rất là vất vả và cẩn trọng và tỉ mỉ như thế nào. Sau một ngày học theo chị Hằng để học làm cách làm bánh cáy thì đến bây giờ tôi đã cùng với chị hoàn thiện được mẻ bánh như thế này rồi. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành cắt bánh luôn hả chị, đúng không? Chưa đấy. Nước này cho lên trên này khoảng nửa tiếng sau cắt được. Tức là mình phải đợi nó nguội. Chưa cắt luôn, bây giờ nó còn mềm, nó còn dính. Như vậy là 30 phút nữa tôi sẽ phải chờ đợi cho những chiếc bánh này nguội. Và 30 phút sau thì tôi mới được thực hiện công việc cắt bánh để hoàn thiện nốt một chiếc bánh cáy. Sau 30 phút, bánh đã khô hơn. Tôi được chị Hằng hướng dẫn cắt bánh. Công việc này không chỉ cần người có đôi bàn tay khỏe mà còn phải khéo léo. Thông thường, chị Hằng là người đảm nhận công đoạn này. Thế bây giờ chị có thể hướng dẫn cho em cắt thử chiếc bánh này một chút được không ạ? Được. Em sang em đứng ở chỗ chị đứng này. Em đặt thước này, em đặt bằng thước này. Em cầm chắc tay dao này xong rồi em cắt này. Đấy. Ấn đầu này trước. Đấy, ấn đây trước. Đấy. Nhấp lên thế. Em cắt thử xong rồi chị nhận xét thử xem là nếu em làm em chỉ cắt đến nhân công ở đây thì em chỉ cắt đến khay thứ ba. Thứ ba là được làm nhân công đây. Đúng là trăm hay không bằng tay quen. Khi mà cắt thêm vài cái nữa thì tôi đã thấy cái tay của mình thuận hơn rất là nhiều và công việc cắt bánh cũng trở nên dễ dàng hơn. Trước là mình không chạy, không cắt nhỏ như thế này. Để cái nguyên cả một cục đấy. Còn bây giờ thì cắt nhỏ như thế này, cho máy chạy từng miếng một. Bọc giấy bóng từng miếng một. Trước ăn là để nguyên cả phên. Và về ai muốn ăn là phải tự cắt ạ? Tự cắt, đúng rồi. Đúng là theo xu thế của thị trường thì mỗi ngày dần dần những chiếc bánh cáy lại được cải tiến hơn một chút. Kể cả từ cái khâu làm bánh thành phẩm như thế này, miếng bánh sẽ được cắt ngay tại cơ sở sản xuất để người tiêu dùng có thể thuận tiện hơn trong việc sử dụng.
đúng là bánh vừa mới làm xong nên là nó vẫn còn độ rất là mềm, dẻo. Sau khi bánh được cắt nhỏ, chúng được cho sang máy đóng bao bì. Với chiếc máy như thế này, công việc đóng túi cho từng miếng bánh trở nên rất nhanh gọn. Ngày nay, khi nhu cầu của thị trường ngày càng cao, số lượng bánh cần cung cấp tăng lên. Do vậy, máy móc là công cụ hỗ trợ không thể thiếu cho những cơ sở sản xuất như chị Hằng. Bánh cái này thì hạn sử dụng là bao nhiêu lâu hả chị? Cái bánh cái này hạn sử dụng như chị đăng ký chất lượng là cái này 6 tháng. À, 6 tháng á. À, bình thường em mua ở trên thị trường ấy thì em thấy có những cái gói bánh mà mình nó chưa hết hạn sử dụng nhưng mà bên trong thì bánh đã bị có dấu hiệu là mốc rồi. Chị có biết vậy sao lại như vậy không ạ? Em muốn làm cái này nếu mà nói về công đoạn qua rất nhiều công đoạn. Vâng. Nhưng thực ra mình chỉ cần làm rất là tốt về cái khâu vệ sinh ấy. Vâng. Và phải vệ sinh qua tất cả các công đoạn đấy. Cái bánh của mình bao giờ mình đảm bảo hơn, để được lâu hơn. Sau khi đóng túi nhỏ, bánh cái được đóng bao bì ngay sau đó. Hàng sẽ được vận chuyển cho những đầu mối thu mua hoặc bán lẻ ngay tại cửa hàng. Là cái nhu cầu của người tiêu dùng rất là cao đấy em. Ngoài cái ăn ngon ra là phải vệ sinh rất là tốt qua từng công đoạn mà em đã trải qua. Một ngày chị có thể bán được, nếu mà chị bán được ở nhà như này thôi, là được người đến mua có thể vài trăm gói. Đấy. Ngày lễ, ngày Tết và ngày cuối tuần thì nhiều hơn. Còn những cái riêng cái ngày Tết ấy, nhà chị làm không kịp bán. Thậm chí là khách cần phải lên thì chị 3 lần đi mua bánh. Hoặc là ô tô đứng trước xe máy, ô tô nối đuôi nhau, chờ nhau. Sau một ngày trải nghiệm, em thưởng thức một cái bánh vừa đi làm xong. Ăn có khác cái lúc bánh lại. Bánh lúc đầu đúng không ạ? Vừa mới làm xong, bánh vừa được ra lò. Em thấy là hương vị này và độ dẻo, độ thơm, tất cả mọi thứ thì vẫn nguyên như là em ăn lúc buổi sáng. Thế nhưng mà cái phần con cái ấy, thì mình mới làm này nó có vẻ là giòn hơn một chút đúng không chị? Đúng rồi. Nếu mà em ăn cái lúc nóng này là ngon nhất rồi. Ngon nhất trong các loại bánh kẹo. Ăn bánh cái không thể thiếu được nước chè như thế này. Rất là đúng hương vị. Rất là ngon ạ. Bánh cái thành phẩm đạt chất lượng phải đảm bảo độ ngọt vừa phải, thơm mùi lạc, vừng rang, ngậy vị của mỡ, dừa, độ dẻo của hoa nẻ và vị cay cay của gừng. Đó là sự hòa quyện hương vị dẻo thơm, ngậy, bùi của những nguyên liệu từ ruộng đồng. Ẩn sau mỗi miếng bánh là cả quá trình làm tỉ mẩn, chất chứa tình yêu với món bánh truyền thống của người dân làng Nguyễn. Chị Hằng ơi, hôm nay em rất là cảm ơn gia đình anh chị vì là em đã được không những được ăn bánh này mà còn được tìm hiểu cách làm một chiếc bánh cái như thế nào. Đó là cái điều mà trước đây em chưa bao giờ nghĩ tới cả. Chúc anh chị sẽ ngày càng phát triển hơn nữa để không chỉ là mang đến những sản phẩm vừa ngon vừa an toàn cho người tiêu dùng mà còn giữ gìn được những nét đẹp cũng như là tinh túy của làng nghề mình đã có từ lâu đời ạ. Gia đình nhà chị rất là cố gắng giữ gìn không những cái thương hiệu của nhà mình mà còn giữ gìn cả cái cổ truyền của các cụ, các ông cha để lại cho mình. Từ những nguyên liệu rất bình dị kết hợp lại để tạo nên một thứ bánh dẻo thơm với những hương vị đặc trưng chỉ nơi đây mới có. Hiện nay, làng Nguyễn, xã Nguyên Xá có khoảng hơn 100 hộ dân sản xuất bánh cấy với sản lượng khoảng 200 tấn một năm. Mỗi dịp lễ Tết, người dân làng Nguyễn lại đến đền thờ tổ nghề để tưởng nhớ đến người đã để lại cho họ bí quyết làm món bánh đặc sắc, giúp họ có được công việc ổn định mà không phải ly nông, ly hương. Với tình yêu và tâm huyết dành cho món bánh truyền thống của quê hương, dưới bàn tay khéo léo, bánh cái được ví như kết tinh của trời đất, của quê lúa và nghĩa tình của người dân Thái Bình. Phong bánh mộc mạc ấy đã theo chân những người con Thái Bình đi muôn nơi và trở thành thứ quà quê chân quý.